Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Và ngày hôm nay thì bên Phạm Thức Audio lại cập bến thêm một quả súp, đó là súp Yamaha với mã số của nó là SW325. Hôm trước thì có về một cặp 225. Đấy, một cặp luôn. Và đã được anh em ủng hộ hết rồi. Và ngày hôm nay tiếp tục lên sóng thì anh em một quả 325. Với cũng là thiết kế bát 25 nhưng đời 325 thì nó có một cái tính năng và công suất tốt hơn so với 225. Một trong số những quả súp được thiết kế có cái phần tản nhiệt đằng sau này nó khác, nó lồi ra đằng sau này, và các cái nút tính năng của nó được điều chỉnh hết ở cái phần mé hậu như này. Đây là nút nguồn này, còn đây là nút music, và đây là nút cắt. Còn cái giải tần cắt của nó hiện tại như con này đang là 50 đến 150 Hz. Còn đây là nút volume. Có các cổng tín hiệu vào bằng AV và tín hiệu cổng loa. Có cái nút gạt pha cốt là ở đây. Trầm dày, trầm nông và trầm tép là ở chỗ này. Hay còn cả, hay là nó còn thêm cả tính năng auto đấy, thì nó cũng nằm ở đây hết. Ngoài ra thì nó còn thêm một cái phím nguồn. Phím nguồn này là phím nguồn cứng. Còn đây là phím nguồn cơ. Mặt trước của nó có một cái đèn hiển thị này. Đây, cái đèn hiển thị. Thiết kế rất đẹp luôn. Thùng là thùng vỏ piano. Đấy, anh em nhìn từ nãy giờ là thấy độ đẹp nó rồi đúng không? Húp cái loa xuống đây. Húp xuống. Và tháo cái loa bát ra đi. Quay đằng sau ra đây đã. Quay đằng sau ra đây để đọc cái số seri của nó đã. Số seri tháo ra luôn đi. Lấy máy thóc tháo đi. Đây, số seri của con này là 04786XZ. Dây nguồn này. Bao mới bao đẹp cho anh em nhé, hàng bãi. Con này được sản xuất vào năm 2005 là bắt đầu được sản xuất. Với giá xuất xưởng là 38.000 yên trên một chiếc. Với cấu tạo là bát 20 cm. Đây, bát 20 cm. Dòng này thì nó thiết kế theo cái dáng của thùng IST. Công suất tiêu thụ dòng điện của nó là 60W. Đây, chúng ta có thể nhìn được hậu sau. Với trọng lượng là 13 kg. Một số cái thông số chiều dài chiều rộng thì chúng ta lưu ý là nhài 31,5 cm, 38 cm và 37,4 cm. Và công suất của loa quả loa này là 150W. Đây là công suất ra loa này. Đấy, cái giải tần của cái loa bass này nó có thể điều chỉnh được hiệu ứng được là từ 25 Hz đến 180 Hz. Mặc dù cái nút volume này nó cắt ở cái điểm đó, nhưng mà qua một số cái tính năng thì trên trang web thì nhà thiết kế dám nói là nó có thể hạ sâu được xuống 25 Hz luôn. Cấu tạo của loa bass của nó đây. Loa bass nó được sản xuất tại Indonesia. Cái này không phải là han đâu nhá anh em nhá, không phải gì cả nhá. Đây là cái, đây là kiểu cái gì nhỉ? Nó bẩn này. Đây em lau phát này hết đã đỡ đi rồi này. Đấy, củ từ cực kỳ đẹp luôn nhá. Sáng choang, bao zin cho anh em. Côn to luôn, dòng này côn to. Gân là gân bass là gân cao su. Bass úp đất. Đây là bên trong phần ruột gan của nó này. Chân nhện này. Đấy, các bạn thấy chưa? Ram bao zin toàn tập cho anh em luôn nhé. Quả súp này thì đánh diện tích phòng khoảng chừng tầm 20 đến 25 m2 là đảm bảo với anh em là chất âm tốt. Hay. Lỗ thông hơi của nó được hắt về thùng đằng cạnh trước này, nên chúng ta có thể điều hướng được tiếng trầm rất hay. Loa bass của nó úp đất nên cái độ lan tỏa đều phòng cực kỳ tốt. Rồi, và Phạm Thức Audio xin phép được công bố giá tới anh em và quý vị các bạn. Cuối video nào, bất cứ video nào đều báo giá tới anh em. Thì quả súp này cho em xin phép được báo cáo tới anh em là với mức giá là 4,8 triệu. Quả súp này trên thị trường có những nơi bán đến 5,3 triệu, 5,5 triệu. Quả súp này anh em lưu ý nhé, cái dòng điện của nó là 100V thì cái giá của nó khác hẳn so với cái dòng điện đa cầu.
Và với mức giá là 4 triệu 8 bên Phạm Thức Audio bán thì không hề bao cước, với giá này không thể bao cước được. Anh em nào chung kết thì cần thì liên hệ qua số điện thoại trên góc màn hình. Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem và ủng hộ kênh.